Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Bắc thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Nam thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.